Ta tiếp tục sang nội dung thứ tư là bảo toàn nguyên tố. Bảo toàn nguyên tố trong phản ứng đốt cháy. Bảo toàn nguyên tố trong phản ứng đốt cháy, ở đây là đốt cháy các hợp chất hữu cơ. Thế thì cũng tương tự như là bảo toàn khối lượng, thì bảo toàn nguyên tố cũng là một cái phương pháp cực kỳ đặc trưng ở trong bảo toàn đốt cháy hợp chất hữu cơ. Tuy nhiên ta không thể nói một cách chung chung, giống như là một số tài liệu hay một số thầy cô hướng dẫn các em là cứ gặp phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ thì ta bảo toàn nguyên tố. Như vậy là không đúng. Bảo toàn nguyên tố hay bảo toàn khối lượng là đúng như mọi loại phản ứng, nhưng mỗi loại phản ứng lại có những dấu hiệu riêng khác nhau. Thế thì ta đã đi tìm xem bảo toàn nguyên tố ở trong phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ thì áp dụng như thế nào và trong trường hợp nào, thì ta sẽ có cái đặc điểm đấy là dấu hiệu. Ý thứ nhất là dấu hiệu. Thì bảo toàn nguyên tố ở trong phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ sẽ áp dụng cho những bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ mà có các đặc điểm sau đây. Một trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm thứ nhất đấy là tất cả số liệu đều cho ở dạng thể tích hoặc số mol. Dạng là thể tích hoặc số mol, hoặc là có thể đổi sang thể tích và số mol. Như vậy cái ý đầu tiên này nó gần giống với phần bảo toàn khối lượng. Ở phần trước bảo toàn khối lượng, người ta thấy rằng ta sẽ áp dụng cho những cái bài toán mà tất cả số liệu cho ở dạng khối lượng hoặc có thể đổi sang khối lượng. Thế ở bài này nó sẽ là cho ở dạng thể tích hoặc số mol và có thể đổi sang thể tích hoặc số mol. Như vậy là hai cái này nó thể hiện cái sự khác nhau rất rõ, vừa giống nhau vừa khác nhau giữa bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng. Nếu như bảo toàn khối lượng là mối quan hệ về số mol, thì trong bảo toàn khối lượng nó là quan hệ về khối lượng, đúng không nhỉ? Thì đấy là cái dấu hiệu thứ nhất. Đấy là nếu như mọi số liệu đều cho ở dạng thể tích hoặc số mol, thì khi đó ta sẽ bảo toàn các nguyên tố tạo nên chất đó, tạo nên cái hợp chất đó. Bảo toàn các nguyên tố tạo nên hợp chất đó. Và phương pháp làm là sử dụng các số liệu, các số liệu ở đây là số mol này, thể tích ấy, như là hệ số của các chất trong phương trình phản ứng. Đấy. Sử dụng số mol hay thể tích đó như là hệ số các chất trong phương trình phản ứng. Đấy là cái ý thứ nhất. Trường hợp thứ hai này là ta sẽ dùng bảo toàn nguyên tố trong trường hợp mà đề bài cho số liệu, có số liệu về oxy cần dùng để đốt cháy, hoặc là oxy dư, hoặc là oxy nó cho sẵn ban đầu, vân vân. Cứ có số liệu về oxy thì sẽ bảo toàn nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy. Đấy là những cái đặc điểm, những cái dấu hiệu liên quan đến bảo toàn nguyên tố. Ngoài ra người ta có một vài cái chú ý sau đây. Ta có một vài cái chú ý sau đây này. Nếu như hợp chất hữu cơ mà bị đốt cháy nó có chứa nguyên tố kim loại. Hợp chất hữu cơ mà chứa kim loại. Chứa kim loại thì khi đốt cháy ta biết rồi. Lúc trước thầy đã phân tích rồi, nó sẽ tạo thành muối carbonat. Tạo thành muối carbonat. Ta lấy ví dụ luôn. Ví dụ như là hợp chất chứa carbon hydro oxy natri. Đó. Khi đốt cháy tạo thành là Na2CO3 cộng với CO2 cộng nước, đúng không? Như vậy là chứa kim loại thì tạo thành muối carbonat và CO2. Thế thì khi đó ta sẽ bảo toàn carbon, bảo toàn nguyên tố đối với carbon. Ta sẽ có là số mol carbon ở trong hợp chất hữu cơ, số mol carbon hợp chất hữu cơ sẽ bằng số mol carbon ở trong trường hợp này là CO2 và Na2CO3. Carbon trong CO2 cộng với carbon ở trong Na2CO3. Đấy.
Đấy là cái chú ý thứ nhất. Chú ý thứ hai là trong trường hợp hợp chất hữu cơ mà chứa nitơ, hợp chất hữu cơ chứa nitơ và đốt cháy bằng không khí. Chúng ta biết là trong không khí thì vừa có oxy vừa có nitơ, nhưng nitơ là một khí trơ không tham gia phản ứng. Thế thì cái nitơ sản phẩm này, nitơ thu được sau phản ứng thì nó sẽ bao gồm nitơ ở trong hợp chất hữu cơ ban đầu và bao gồm cả nitơ ở trong không khí nữa. Do đó cho nên là chỗ này ta sẽ phải bảo toàn nguyên tố đối với nitơ. Thì đấy cũng là một cái đặc điểm mà cần phải chú ý. Ta xét cái ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất này. Ví dụ 1 là trộn 400 ml hơi của một chất hữu cơ A, hợp chất hữu cơ A có chứa các nguyên tố carbon, hydro, oxy với 2 lít oxy rồi đốt cháy. Cái hỗn hợp sản phẩm này tạo thành, người ta dẫn qua CaCl2 khan. Dẫn qua CaCl2 khan thì thể tích giảm đi 1,6 lít. Nếu dẫn tiếp qua cao H dư thì thể tích lại giảm thêm 1,2 lít nữa. Và còn lại 400 ml oxy dư. Người ta hỏi là xác định công thức phân tử của A. Xác định công thức phân tử của A, biết là các thể tích khí này đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Thế thì bài tập này nó rất là điển hình, rất là rõ ràng cho cái dấu hiệu mà thầy cho các em lúc trước. Tức là khi mà đề bài cho tất cả mọi số liệu ở dạng thể tích hoặc số mol. Thể tích này, thể tích hết. Tất cả đều là thể tích. Đúng nào? Bây giờ chỉ cần phân tích xem nó là thể tích cái gì thôi. Thì ta nhận thấy là khi đi qua CaCl2 khan thì hút nước. Vậy V giảm 1,6 lít này chính là V của nước. Đi qua cao H dư thì CO2 sẽ bị hấp thụ trong cao H. V giảm 1,2 lít này chính là của CO2 tạo thành. Đúng không? Như vậy thì rất đơn giản. Ta chỉ cần làm như sau. Ta gọi công thức phân tử của A là CXHIOZ. Vì đề bài nói nó chứa 3 nguyên tố này. Thì ta sẽ có phản ứng giả thiết. Ta sẽ có phản ứng như sau. Ta sẽ sử dụng tất cả các số liệu về thể tích này là hệ số của chất trong phương trình phản ứng. Và các em nhớ rằng đổi từ milit sang lít. Đề bài cho 400 ml dung dịch A, thầy có thể thay thành 400 ml hơi của A, thầy có thể đổi thành là 0,4 lít CXHIOZ cộng với 2 lít oxy tạo thành nước như thầy vừa phân tích là 1,6 lít. CO2 thầy vừa phân tích nó là 1,2 lít. Và oxy dư này là 0,4 oxy dư. Ta sử dụng số mol hay thể tích đó như là hệ số chất trong phương trình phản ứng. Bây giờ thì rất đơn giản là ta bảo toàn nguyên tố cho các nguyên tố tạo nên chất đó. Bảo toàn nguyên tố cho các nguyên tố tạo nên chất đó. Thì ta thấy này, đối với carbon, về bên tay trái là có 0,4x. Sẽ phải bằng với carbon ở phía bên phải ta có 1,2. Như vậy dễ dàng rút được x bằng 3. 1,2 chứ 0,4. Đối với hydro, ta có về bên tay trái ta có 0,4y.
Vế bên tay phải ta có 1,6 nhân 2. Vậy ta dễ dàng rút được y bằng 8. Y bằng 8. Đối với nguyên tố oxy, ta sẽ có vế bên tay trái là 0,4z cộng với 2 nhân 2 bằng với vế bên phải gồm có những gì? Nước này có 1,6 oxy. CO2 sẽ có 2 nhân với 1,2. Và oxy dư 0,4 nhân 2. 2 nhân 0,4. Từ đây các em sẽ rút ra được Z. Các em sẽ rút ra được Z bằng 2. Như vậy cái hợp chất A mà mình cần tìm sẽ có công thức là C3H8O2. Rất đơn giản. Vừa rồi ta đã xét một ví dụ rất là đơn giản. Đấy là trong trường hợp mà ta cho mình tất cả các số liệu mình cần. Nhưng không phải bài nào cũng như vậy. Có rất nhiều bài ta phải biến đổi, ta phải xử lý thì mới ra được cái thể tích mà ta muốn đưa vào trong phản ứng. Ta hãy xét ví dụ thứ hai như vậy. Đề bài như sau là trộn 10 cm khối một hydrocarbon A. 10 cm khối một hydrocarbon A ở thể khí với lượng dư oxy rồi đốt cháy. Với lượng dư oxy đốt cháy. Sau khi làm lạnh thì đốt cháy thì thu được hỗn hợp sản phẩm. Sau đó là người ta làm lạnh. Thì người ta thấy là thể tích đưa về điều kiện ban đầu nữa thì ta thấy thể tích giảm so với trước thí nghiệm là 35 cm khối. 35 cm khối đây là so với trước thí nghiệm. Đấy, phải ghi rõ là trước thí nghiệm. Vì sao? Vì các bạn có thể hiểu nhầm rằng là so với trước khi làm lạnh. Ở đây là so với trước khi đốt cháy này thì nó giảm 35 cm khối, đúng không? Nếu dẫn tiếp đi qua cao hát dư, nếu dẫn tiếp của cao hát dư thì thể tích lại giảm thêm 40 cm khối nữa. Người ta hỏi công thức phân tử của A. Đấy, đi tìm công thức phân tử của A. Thế nếu như mà phân tích dữ liệu ấy, ta thấy ngay là đề bài cũng cho tất cả số liệu ở dạng thể tích. Như vậy ta sẽ làm bảo toàn nguyên tố, chắc chắn là như vậy rồi, không có gì thay đổi được. Các em nhớ những dấu hiệu mà thầy đưa ra cho các em là dữ liệu chắc chắn 100%, những dấu hiệu đó không thể sai được. Vấn đề bây giờ chỉ là đi xem những cái số liệu đề bài cho là gì, có ý nghĩa gì không và mình phải xử lý như thế nào. Thì các em thấy là cái chỗ mà cho đi qua cao hát dư giảm 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 thêm 40 cm khối này thì nó chắc chắn là thể tích của CO2 bị hấp thụ trong kiềm. Nhưng mà cái phần làm lạnh này tạo ra bao nhiêu nước chưa biết, đúng không? Oxy dư bao nhiêu chưa biết. Như vậy thì mình cần phải đi xử lý. Thế mà để xử lý các số liệu ấy thì theo cái lẽ thông thường nhất thì ta hãy nghĩ đến chuyện là đề bài cho cái gì, biểu diễn cái đó ra thì ta sẽ có được kết quả mình cần nhá. Thì ta sẽ làm như sau. Thứ nhất là V của CO2 như thầy vừa nói, nó chính là V giảm khi cho đi qua cao hát này bằng 40 cm khối. Đó là cái đầu tiên em có được. Một cái nữa là gì? Đề bài cho là V giảm 35 cm khối so với trước thí nghiệm. Thế thì mình phải xem trước thí nghiệm có bao nhiêu, là sau thí nghiệm có bao nhiêu thì mới làm được cái giảm đó. Thế thì trước thí nghiệm nó sẽ có như sau. V trước thí nghiệm, tôi viết tắt là V trước, sẽ bằng gì? Bằng V của A là 10 cộng với V oxy. Oxy này là oxy ban đầu. Thế còn sau phản ứng có gì? Sau phản ứng ta sẽ có được CO2, hơi nước và oxy, oxy dư. Đúng không? CO2 ta có là 40. Vừa phân tích xong. Ta có V của nước thì nước bị làm lạnh mất rồi. Làm lạnh tức là không có V của nước rồi, mà chỉ có thêm V của oxy dư thôi. Thế thì theo đề bài cái hiệu này này chính là V giảm. Giảm 35 thì bằng 10 trừ 40 là âm 30.
VOC ban đầu trừ VOC dư thì bằng VOC phản ứng. Vậy tóm lại ta sẽ suy ra được, ở chỗ này ta suy ra được VOC phản ứng là bằng 65 cm khối. À thì bây giờ thì nó rất là đơn giản rồi, ta hãy thay nó vào phản ứng đi. Phản ứng thì đề bài người ta cho A là một hydrocarbon, như vậy ta sẽ có là CXHI có 10 cm khối, ta điền hệ số vào là 10 cộng với oxy phản ứng là 65. Hãy sử dụng thể tích như là hệ số trong phương trình phản ứng. Ta thu được 40 CO2, còn nước là bao nhiêu? Chưa biết, ta để trống. Bây giờ thì không có oxy dư nữa vì ta đã triệt tiêu cho nhau rồi. Thế bây giờ ta bảo toàn nguyên tố này. Đối với hydro, xin lỗi, đối với carbon trước thì ta sẽ có này, về bên trái có 10x, về bên phải có 40, vậy x của 4 rất đơn giản. Đối với oxy, lúc trước về mặt dấu hiệu thì có nói rằng nếu như phản ứng đốt cháy mà cho số liệu oxy kiểu gì cũng bảo toàn nguyên tố oxy, đúng không? Thì thấy ở ví dụ 1 ta bảo toàn nguyên tố oxy rồi, khi mà đề bài cho thể tích của oxy là 2 lít, oxy dư 400 ml. Ở bài này cũng vậy, bài này đã tìm được VOC phản ứng 65, vậy kiểu gì thì bảo toàn nguyên tố oxy, đúng không? Bảo toàn oxy ta có về bên trái sẽ là 65 nhân 2 bằng về bên phải là 40 nhân 2 cộng với V của nước. Thế thì các em tìm được V nước nhỉ? Có ngay đúng không? V của nước sẽ bằng 130 trừ đi 80 còn 50. 50. Tiếp tục có V nước rồi, ta bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro về bên trái là có 10 y. Về bên phải bây giờ sẽ có là 50 nhân 2. Vậy y bằng 10. Bằng 4, y bằng 10 thì hydrocarbon A sẽ là C4H H10, đấy chính là kết quả C4H10. Tiếp tục ví dụ thứ tiếp theo, ví dụ thứ 3. Đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ X là muối natri của axit hữu cơ đơn chức no mạch hở thì thu được, khi đốt cháy hoàn toàn thì thu được 0,15 mol khí CO2 Na2CO3 và hơi nước. Đề bài hỏi là công thức phân tử của X là công thức của X là đáp án A này C2H5COONa, đáp án B HCONa, đáp án C CH3COONa và đáp án D C3H7COONa. Thì đây cũng là một bài tập mà tất cả số liệu cho dạng số mol. Vậy thì ta chắc chắn sẽ bảo toàn nguyên tố. Vấn đề là ở chỗ này ấy, thì nó có thêm mà muối natri này của axit hữu cơ này. Đấy. Thế thì phải lưu ý thêm cái chi tiết mà thầy cho các em, tức là ta sẽ phải bảo toàn nguyên tố carbon, bảo toàn nguyên tố natri trong cái trường hợp đó. Thế thì ta sẽ giải cụ thể như sau. Rất là dễ dàng, ta gọi công thức của X. Ra đây để bài dùng công thức phân tử không chính xác làm đâu, nó chỉ là công thức thôi. Nếu công thức phân tử thì phải dồn cái ô này thành O2 vào.
carbon nữa rồi mà. Ở đây ta sẽ gọi công thức của X là CX HI COONa. Các bạn đừng vội quan tâm ngay đến cái chuyện là no đơn chức hở nhé. Ta tính nó sau. Ta hãy coi là CX HI COONa. Bây giờ nếu đốt cháy, ta thu được gì? Ta thu được CO2. Ta thu được Na2CO3. Và ta thu được nước giống như đề bài bảo. Đúng không? Giống như đề bài người ta nói. Vấn đề ở đây là các em đừng cân bằng vội. Khi ta làm các phương pháp bảo toàn, rồi bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn điện tích, thì bao giờ ta cũng chỉ sơ đồ hóa bài toán, chứ đừng vội vàng ngay tham gia vào việc cân bằng. Nếu mà cân bằng thì đừng nói gì đến bảo toàn, đúng không? Vậy thì ta hãy cứ sơ đồ hóa bài toán đi. Sơ đồ hóa bài toán ấy, thì thấy là nếu như bảo toàn natri, bảo toàn nguyên tố, ta sẽ bảo toàn nguyên tố. Thì đối với natri này, thì ta sẽ có là số mol của cái muối này này và số mol Na2CO3 sẽ có quan hệ như nào? Số mol của Na2CO3 vì thằng này có chứa 2 natri sẽ bằng một nửa số mol của CXHICOONa. Thế mà số mol của cái muối này theo đề bài cho là 0,1 mol rồi. Vậy thì đây sẽ là 0,05 mol. Tiếp theo là giống như thầy nói ngoài, tôi bảo toàn carbon. Ta có carbon ở trong X sẽ phải bằng carbon ở đâu? Ở trong CO2 cộng với carbon ở trong Na2CO3. Trong Na2CO3. Thế thì ta thay vào, ta sẽ có trong CO2 đề bài cho 0,15 mol. Ta có carbon ở trong Na2CO3 vừa tìm được ở trên này 0,05. Tức là bằng 0,2 mol. Đấy là số mol carbon trong X. Số mol carbon trong X lại bằng 2 lần số mol X. Thì các em dễ dàng suy ra được, đúng không? Từ nãy giờ ta đã nhắc rồi là số nguyên tử carbon chính bằng số mol carbon trong chất đó chia cho số mol chất đó. Như vậy nó sẽ bằng là 2. Hay nói cách khác là X thì có 2 carbon. Hay là có 2 nguyên tử carbon trong X. Trong phân tử của X. Thế thì trong các đáp án này, cái đáp án mà có 2 nguyên tử carbon thì chỉ có thể là CH3COONa, đáp án C. Thế thì ngoài cách mà thầy trình bày bảo toàn nguyên tố như thế này thì các bạn có thể thay luôn số mol vào như là hệ số các chất trong phương trình phản ứng cũng được. Đúng không? Ta có thể thay ở đây là 0,1 này. 0,1 mol như đề bài cho. CO2 các bạn có thể thay đây là 0,15. 0,15. Từ natri này các bạn có thể suy ra được đây là 0,05. Đấy rồi các bạn bảo toàn cộng gộp vào thì được 2 carbon. Cũng được nhá. Thì có thể là nếu như bạn nào mà đi thi, khi đi thi ta làm nó nhát. Thì ta viết như thế này này, đặt các hệ số vào ngay này, suy ra cái này, suy ra cái kia. Thì sẽ nhanh hơn là thầy viết như này. Thì viết đây là trình bày cho nó rõ ràng thôi. Thì trên đây ta đã xét một vài cái ví dụ liên quan đến bảo toàn nguyên tố trong cái phản ứng đốt cháy áp suất hữu cơ. Thế thì cũng liên quan đến chuyện là bảo toàn nguyên tố trong cái phản ứng đốt cháy áp suất hữu cơ, ta còn một loại bài nữa cũng tương đối đặc biệt. Đấy là bài toán liên quan đến sự chuyển hóa các nhóm chức của hợp chất hữu cơ. Thầy sẽ diễn giải cụ thể cái vấn đề ở đây là gì nhá. Đấy là các phản ứng chuyển hóa nhóm chức. Nếu mà các bạn học xong cái phần tính chất hóa học của các nhóm chức rồi ấy, thì ta thấy là giữa các cái hợp chất hữu cơ nó có sự chuyển hóa nhóm chức qua lại lẫn nhau. Điển hình nhất là cái dãy mà ta có ancol chuyển hóa thành, đây là ancol bậc 1 đúng không, chuyển hóa thành aldehyde này, chuyển hóa thành acid carboxylic, hoặc có thể là chuyển hóa theo kiểu là alken cộng nước thành là ancol no đương chức mạch hở. Ví dụ đây cũng là một quá trình chuyển hóa, vân vân, một số quá trình chuyển hóa khác.
người ta gọi là chuyển hóa nhóm chức. Thì trong các quá trình chuyển hóa nhóm chức này, cái điểm đặc biệt là gì? Là ở mỗi một cái bước này này, mỗi một cái bước này, thì số nguyên tử carbon ở bên trái hay những chất tham gia bằng với số nguyên tử carbon ở bên phải hay là những chất tạo thành. Thế và nếu như đốt cháy thì ra lượng số, cho ra cái lượng CO2 như nhau. Nếu như đốt cháy thì số mol CO2 là như nhau hay là không đổi. Đấy, thì đấy là một cái đặc điểm riêng về phản ứng chuyển hóa nhóm chức. Thì ở đây ấy, thầy chỉ nhắc lại một chút thì thôi, sơ qua thì thôi. Thế còn ta đã có một cái bài học riêng về phương pháp bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ. Ta có một bài học riêng về các cái phản ứng chuyển hóa nhóm chức, các mối quan hệ ở trong đó và những cái khả năng mà người ta có thể hỏi đến. Thế thì các em nên xem lại những cái bài giảng riêng về từng cái vấn đề đó thì nó sẽ sâu sắc hơn. Còn đây thầy chỉ nói lướt qua thôi, thầy chỉ nhắc lại cái chuyện bảo toàn nguyên tố trong đốt cháy và chất hữu cơ thôi. Thì ta chỉ có thể nêu được một vài cái trường hợp điển hình thôi. Bây giờ ta sẽ nêu một cái ví dụ điển hình như thế. Có một cái ví dụ như sau. Ví dụ này là tách nước hoàn toàn hỗn hợp X. Hỗn hợp X gồm hai ancol A và B. Gồm có hai ancol A và B. Tách nước hoàn toàn thì thu được hỗn hợp các olefin. Thu được hỗn hợp các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO2. Người ta hỏi là nếu như đốt cháy hoàn toàn Y, hỗn hợp olefin thì gọi là hỗn hợp Y. Thì nếu như đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng CO2 và nước tạo thành là bao nhiêu? Tổng khối lượng CO2 và nước tạo thành là bao nhiêu? Người ta cho mình các đáp án sau đây. Đáp án A là 2,94 gam. Đáp án B 2,48 gam. Đáp án C 1,76 gam. Và đáp án D 2,76 gam. Đấy. Thế thì ta áp dụng đúng nguyên tắc như thầy vừa nói ở đây, phản ứng chuyển hóa nhóm chức thuận nghịch này. Thì ta sẽ thấy như thế này này, là nếu như đốt cháy X được 1,76 gam CO2 thì đốt cháy Y cũng được 1,76 gam CO2. Mà Y là gì? Y là olefin. Thế thì olefin khi đốt cháy thì sẽ thu được nước và CO2 bằng nhau. Đấy, đấy chính là những cái vấn đề mà ta cần giải quyết. Tức là nếu như cho Y đốt cháy với oxy thì ta sẽ thu được N của nước bằng với N của CO2. Mà N của CO2 ở khi đốt cháy Y này bằng với N CO2 khi đốt cháy X, tức là bằng 1,76 chia cho 44. Các em dễ tính được là 0,04 mol. 0,04 mol. Bởi vì NCO2 ở trong Y, trong X thì cũng bằng NCO2 ở trong Y. Đấy. Từ đây thì các em sẽ có được M của CO2 cộng với M của nước khi mà đốt cháy Y ấy, sẽ bằng là gì? 0,04 vì bằng nhau, số mol bằng nhau, nó sẽ có 0,04 nhân tử chung. Bên trong sẽ còn là 18 cộng với 44 hay là 62 đấy, đúng không? Thì kết quả sẽ thu được là bằng 2,48 gam. 2,48 gam, đáp án đúng sẽ là đáp án B. Đấy, thì đấy là một cái ví dụ điển hình về chuyện đốt cháy các cái sản phẩm trước và sau của quá trình chuyển hóa nhóm chức. Các em có thể xem thêm cái bài giảng riêng về chuyển hóa nhóm chức, thì trong đó ta sẽ còn phân tích nhiều khía cạnh sâu sắc hơn nữa. Chúng ta tiếp tục vào nội dung quan trọng thứ 5. Năm nhỏ là phân tích hệ số của phản ứng đốt cháy. Thế để học được cái phần này ấy, thì các em cần có một kiến thức bổ trợ, đó là kiến thức liên quan đến độ bất bão hòa K. Thế thì thực ra chúng ta đã có một cái bài học riêng, bài giảng riêng về độ bất bão hòa
K và cái ứng dụng của nó ở trong giải toán. Thì các em nên tham khảo thêm cái bài học này để khi thầy đặt vấn đề vào cái phần này, chúng ta sẽ nắm nó được dễ dàng hơn. Thì nội dung như sau là ta biết là một hợp chất hữu cơ có chứa ba loại nguyên tố carbon, hydro, oxy bất kỳ thì nó có công thức tổng quát là CXHIOZ. Trong đó Z này có thể bằng 0. Nếu mà Z bằng 0 thì nó sẽ là hydrocarbon. Còn nếu như Z này khác 0 thì nó có thể là ancol, là ceton, aldehyde, acid ester gì đó. Đúng không? Thế thì cách tổng quát là như vậy. Thế nhưng mà tuy nhiên là nếu như biết về độ bất hòa K rồi thì ta thấy rằng công thức này có thể viết lại dạng là CnH2n cộng 2 trừ 2K OZ. Trong đó K là độ bất bão hòa. Độ bất bão hòa. Ý nghĩa của nó thì nó sẽ là tổng số liên kết pi và số vòng. Với công thức như vậy thì khi đốt cháy ta sẽ có được kết quả như này này. CnH2n cộng 2 trừ 2K cộng với oxy. Ở đây còn có OZ nữa. Thực ra cái OZ này nó không ảnh hưởng lắm đến kết quả. Khi cộng với oxy ta sẽ thu được NCO2 cộng với N cộng 1 trừ K H2O. Nếu mà nhìn hệ số ở đây này, N này, N cộng 1 trừ K, có thế có thể triệt tiêu được cái N này cho nhau bằng cách lấy nước trừ CO2. Và chính vì vậy chúng ta có một công thức rất quan trọng, một kết quả rất là quan trọng như sau là số mol của hợp chất hữu cơ sẽ bằng số mol nước trừ số mol CO2 chia cho 1 trừ K. Thế ở trên đây đã nói rồi, K đây là tổng số vòng và số liên kết pi. Trong chương trình của mình thì nói chung là chỉ xét hợp chất mạch hở hoặc là có một vòng thôi, chứ không xét trường hợp nhiều vòng. Cho nên K này nó chỉ gặp một số trường hợp nhất định. Thế và những cái trường hợp mà nó cho là những cái kết quả đặc biệt thì những trường hợp mà đề thi rất thích hỏi. Đó là những trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là K bằng 0. K bằng 0 tức là không có vòng cũng không có liên kết pi. Hay nói khác là nó no và mạch hở. Thế thì cái hợp chất loại này khá nhiều. Có thể là ancan này. Có thể là aldehyde này. Xin lỗi, có thể là ancan nếu là hydrocarbon, có thể là ancol no và mạch hở. Thì ancol có thể đơn chức được, đa chức được, hoặc là ete no mạch hở. Thì những cái trường hợp đấy thì sẽ có kết quả, ta thay vào đây thôi, ta sẽ có là số mol của hợp chất hữu cơ bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Thực ra các em biết các trường hợp riêng của nó nhưng các em không biết một cách tổng quát nó như thế này. Trường hợp mà K mà bằng 1, K bằng 1 có thể là anken này, có thể aldehyde, ceton, acid ester, no. Thì khi K bằng 1 thì mẫu này bằng 0, trong khi cái giá trị là số mol hợp chất hữu cơ là một giá trị xác định. Do đó tử của nó cũng phải bằng 0. Tử mà bằng 0 thì có nghĩa là số mol nước bằng với số mol CO2. Mol CO2. Khi học toán ta đã biết giới hạn 0 trên 0 thì làm giá trị xác định rồi. Trường hợp thứ 3 nữa, mà trường hợp mà các em ít để ý nhưng đề thi này rất thích hỏi là trường hợp K bằng 2. Khi K bằng 2 thì mẫu số thành trừ 1. 1 trừ 2 này, trừ 1. Thì ở trên tử này sẽ phải đổi dấu. Do đó số mol của hợp chất hữu cơ sẽ bằng số mol CO2 trừ đi số mol nước. Trường hợp này có thể ứng với những hợp chất nào? Có thể ứng với aldehyde hoặc là ceton không no một nối đôi, hoặc là no nhưng hai chức. Tương tự như vậy, hoặc là acid ester không no một nối đôi, hoặc là no nhưng hai chức mạch hở. Đấy thì thực ra là những cái dạng bài này thì thầy cũng sẽ đề cập trong những cái bài học riêng về từng nhóm hợp chất đó. Nhưng tuy nhiên đây là một kết quả tổng quát mà các em cần phải lưu ý.